Hello là ok, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của chú chó đế hai chân, su xí soạn bông bí bỏng và mi mồm mỉm. Ở tập trước thì chị Hiền đang nghi ngờ anh Sen chính là hung thủ, khiến cho su bông bị đau bụng đó cả nhà. Và bây giờ á, chị Hiền phải thu thập bằng chứng để có thể bắt được anh Sen, khiến anh Sen không thể nào mà chối tội được nữa. Thì rửa tay chưa? Bây giờ em rửa nè, Nè mày cho su bông liên lại đến lúc cho su bông ăn để su bông bị đau bụng á, là chị sẽ luôn ở đó ra chị quýnh 7 ngày 7 đêm. Mùi hình đi đâu rồi? Tôi băng ăn. Nè, băng một xuống miếng. Nè, đúng rồi, tuyệt vời. Mọi người ngủ chưa? Tối tiếp. Anh Sen chính là người lúc nào cũng dẫn su bông lên trên phòng, sau đó cho su bông ăn quá trời đồ ăn vặt luôn cả nhà. Cho nên chị Hiền nghi ngờ su bông bị đau bụng là từ những cái đồ ăn vặt đó. Bây giờ chị Hiền sẽ lên để chị Hiền thu thập bằng chứng trong phòng anh Sen nha. Ok cả nhà, chị Hiền hôm nay để nấu cho su bông ăn xong rồi. Bữa nay á, chị Hiền sẽ cho su bông ăn hạt như cả nhà. Bây giờ chị Hiền phải lợi dụng lúc mà su bông ăn á, sau đó chị Hiền sẽ lẻn lên ở trong phòng của anh Sen để chị Hiền điều tra thử trong phòng anh Sen có cái điều gì bí mật không. Chứ bây giờ chị Hiền nghi anh Sen là người làm cho su bông bị đau bụng quá cả nhà. Đây cả nhà ơi, anh Sen với su bông đang ở ngon nè mọi người. Bây giờ chị Hiền phải làm sao để giữ chức anh Sen ở dưới đây mới được. Đi đâu đây? Em mang đồ ăn lên cho su bông. Em mang đồ ăn lên cho su bông này hai. Đâu nữa, mang cái gì đâu? Để anh kiểm tra coi. Đồ, trời ơi, đồ sạch. Cả nhà ơi, bây giờ á cả nhà, để mà cho su bông ăn á là phải qua cái khâu kiểm tra của anh Sen. Tại vì á, trong nhà mình á, anh Sen nghi có người làm cho su bông bị đau bụng đó. Nên hôm nay á là anh Sen phải kiểm tra. Bữa nay ăn cái gì đây? Bữa nay là ăn hạt. Hạt đây là hạt em mua ở cái tiệm đồ ăn cao cấp nhất ở thành phố Pleiku. Wow. Cho nên á là không có chuyện gì xảy ra đâu. Được rồi, phải kiểm tra. Bây giờ á, bây giờ trước hết kiểm tra này. Rõ ràng là anh Sen mới chính là hung thủ làm cho su bông bị đau bụng. Bây giờ anh Sen giả bộ, anh Sen kêu kiểm tra để anh Sen đánh lừa chị Hiền đó mọi người. Bây giờ anh hỏi nè, cái đồ ăn đây á là đồ ăn cho su bông đúng không? Đúng rồi. Đồ ăn đây là đồ ăn cho su bông, người ta làm có quy trình lắm. Người ta nghiền thịt, xong người ta phơi khô, xong người ta đem nướng, xong rồi bắt đầu mình hả? Yeah. Anh Sen bỏ vô miệng nó đâu ăn tới nhẹ đó. Chạy dê hơi nè, chạy dê hơi. Chạy dê thấy không, anh Sen bỏ vô mà nó không ăn. Chạy dê thấy không, anh Sen bỏ vô mà nó không ăn. Chứng tỏ là chứng tỏ bây giờ anh Sen coi đi cả nhà. Cả nhà coi nè, coi này Giang nè, cả nhà coi nè, để kiểm tra là như thế này nha. Ăn được. Chị ăn đây. Cả nhà thấy không? Cả nhà thấy không? Anh Sen ăn được mà chị không ăn được. Trời ơi, thấy chưa? Không ngờ là anh Sen có thể làm tới mức này luôn cả nhà. Anh Sen á muốn chối tội cho nên anh Sen ăn cái hạt của em su bông luôn cả nhà. Thử đây. Cả nhà anh Sen cố mà mọi người đã cho su bông cho mình không ăn được. Cả nhà ơi, nè, đồ ăn chị Hiền mang lên mà chị còn không dám ăn. Thì đừng thì nói sao? Mày anh Sen không nghi ngờ cho được. Trời ơi, trên cái hộp họ ghi á là chỉ chích cho su bông thôi chứ mình không ăn được. Chứ tại sao anh Sen ăn được? Ai biết anh Sen? Để hai ngồi đã hết chờ đi, để em đi kiếm cái hộp em đưa cho hai coi cho nó có thành phần xuất xứ rõ ràng. Mang ra đây. Cả nhà ơi, anh Sen nghi ngờ á là chị Hiền có vấn đề rồi cả nhà. Cả nhà thấy không? Khi mà anh Sen mang lên á là chị Hiền liền nói đây là đồ ăn cho su bông. Sau đó anh Sen kêu chị Hiền ăn thử đi mà chị Hiền không dám ăn. Thì làm sao mà anh Sen có thể tin tưởng chị Hiền được? Nè. Đó là cả nhà thấy không? Trời ơi, chị Hiền đem đồ ăn cái đây lên là cái gì mà su bông thích ăn lắm cả nhà. Thôi được rồi. Đó, thôi được ăn. Bây giờ phải đợi chị Hiền mang cái gì mà chị Hiền nói là xuất xứ an toàn lên mới được. Kiểm tra đã. Lúc này đó cả nhà, chị Hiền đã âm thầm lên trong phòng của anh Sen để chị Hiền thu thập bằng chứng chứng minh anh Sen là hung thủ. Cả nhà ơi, trong lúc á mà chị Hiền giữ chứng anh Sen ở dưới cùng với su bông, chị Hiền nói dối là chị Hiền đi tìm cái hộp thức ăn của su bông thì chị Hiền đã đột nhập vào phòng của anh Sen rồi mọi người. Bây giờ chị Hiền phải tiến hành lục ở trong phòng của anh Sen. Chắc chắn á là sẽ có một cái điều gì mờ ám, sẽ có manh mối ở trong đây. Chắc chắn anh Sen là người gây cho su bông đau bụng á mọi người. Bây giờ mình chắc chắn mình lục thôi. Giả quyết dụng đây. Bình thường á cả nhà, phòng của anh Sen bừa bụng lắm mọi người. Mà bây giờ phòng của anh Sen gọn gàng lắm. Bây giờ chắc chắn á là anh Sen á đã âm thầm lên đây để thu dọn bằng chứng sẽ đi dấu vết đó cả nhà. Chắc chắn 100% luôn. Giấy tờ không có. Trong này là cái gì đây?
không có. À, bánh kẹo mọi người. Nhưng mà cái hộp bánh đó chị Hiền thấy trong kho anh Xuyên lâu lắm rồi. Xe tại sao không có anh Xuyên lại sạch sẽ như vậy? Tại chị Hiền lục mà chị Hiền không phát hiện ra một cái gì, dấu vết gì hết kìa nha. Không có. Là gì ta? Bình thường á mọi người, anh Xuyên á là anh Xuyên bừa bộn lắm, anh Xuyên vứt mọi thứ tùm lum. Nhưng mà tự nhiên bữa nay á, cái thứ gì cũng gọn gàng hết cả nhà. Chị Hiền nghi ngờ là anh Xuyên đã thu dọn bằng chứng hết rồi. Thấy trong thùng rác có cái gì nè mọi người. Ủa tại sao thùng rác cũng sạch sẽ như vậy, không có cái gì hết mọi người. Đến cả cái thùng rác mà cũng không có rác luôn mọi người. Chết rồi, vậy là chị Hiền đã chậm một bước rồi. Anh Xuyên đã kịp thời thu dọn hết tất cả bằng chứng đi rồi. Lạ quá mọi người ơi, trong phòng của anh Xuyên không có, chị Hiền không phát hiện một cái gì hết. Có quần áo của anh Xuyên mà. Đây là áo. Trời ơi, trong cái ngăn bí mà cũng không có một cái gì hết mọi người. Sao mà anh Xuyên sạch sẽ quá vậy, không có một dấu vết gì ở trong phòng của anh Xuyên luôn. Vậy có khi nào quá là chị Hiền suy đoán nha mọi người. Lạ quá. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Mình mà càng ở trong phòng này lâu á, anh Xuyên sẽ càng nghi ngờ chị Hiền. Ủa mọi người, ở trên giường đầu tủ của anh Xuyên có một cái bi gì nè. Theo như chị Hiền thấy thì đây giống như một cái bi rác vậy cả nha. Mà tại sao rác lại không đi ra ngoài giục mà lại bỏ lên trên đầu tủ? Chị Hiền mà không nhìn lên phía trên á là chị Hiền đâu có phát hiện ra đâu. Chắc chắn á là tại vì anh Xuyên biết rằng á chị Hiền lùng quá cả nha. Chị Hiền luôn nhìn ở dưới mặt đất, không bao giờ nhìn lên trên cao, cho nên anh Xuyên mới giấu ở trên cao đó cả nha. Mà đặc biệt chị Hiền có coi trong những bộ phim trinh thám á, là mình lục thùng rác á, mình sẽ tìm thấy rất nhiều manh mối trong thùng rác cả nha. Ví dụ con người đã thích ăn cái gì á, là thường thường á mình chỉ coi rác là mình biết. Và chị Hiền coi thử trong bì rác này có cái gì như cả nha. Bì bắn. Trong đây là rác không mọi người. Coi coi gì. Trong đây toàn giấy rồi cả nha, không có cái gì hết. Mà có một cái bì rất là to ở đây. Ở trong bì rác này có hai bì lận. Trời ơi mọi người ơi, mọi người coi nè. Một hộp bánh nha mọi người. Một hộp bánh nha. Thêm một hộp bánh nữa. Nước này cả nha. Tiếp tục bánh. Tiếp tục bánh nè, bánh mà ăn hộp hộp vậy kìa nha. Hộp nữa nè mọi người, 3 hộp bánh rồi nha. 1 chai nước ngọt, 4 chai nước ngọt, 5 chai nước ngọt. Trời quá trời vỏ bánh kẹo ra luôn nè kìa nha. Làm sao mà anh Xuyên một mình có thể ăn hết một cái đống bánh kẹo ra được. Vậy là chắc chắn rồi. Bình thường á, anh Xuyên với Su sẽ núp vào trong phòng để ăn bánh kẹo, lén lút giấu chị Hiền. Và những cái bánh kẹo đây mới chính thức là cái thứ khiến Su bông bị đau bụng. Sau khi anh Xuyên ăn xong á, anh Xuyên nhét vô hết trong bì, xong rồi anh Xuyên âm thầm đi dục để không cho chị Hiền biết rồi nha. Vậy là hung thủ làm cho Su bông đau bụng là anh Xuyên. Bây giờ chị Hiền phải nghĩ cách làm sao để chị Hiền có thể ghi được bằng chứng, bắt bằng tay anh Xuyên lại mới được mọi người. Cả nha, cả nhà nhìn nè, ăn bánh kẹo và ăn cỡ dây nè cả nha. Ăn hộp như vậy nè, biểu sai quá. Mà trước giờ chị Hiền giảm cân cho Su không bao giờ Su ốm được. Hay là cho anh Xuyên. Trời ơi, không ngờ là tất cả mọi việc đều do anh Xuyên làm cả nha. Bây giờ chị Hiền sẽ đặt một cái camera ẩn ở đây, nó sẽ chiếu xuống ở phía dưới cái giường của anh Xuyên này nha, để chị Hiền quay lại được bằng chứng anh Xuyên sẽ làm gì. Bây giờ mình sẽ đặt ở đây, sau đó mình sẽ lấy hộp giấy để mình chia lại như vậy nha. Chia lại, chắc chắn anh Xuyên không có để ý đâu. Tiếp theo thì nha, chị Hiền sẽ núp ở dưới đít giường để chị Hiền lắng nghe những cái lời anh Xuyên nói. Sau khi mà chị Hiền có được bằng chứng, chị Hiền sẽ chạy ra, chị Hiền bắt anh Xuyên luôn. Bây giờ chị Hiền sẽ chui dưới đít giường nha cả nha. Chắc chắn anh Xuyên không thấy chị Hiền xuống dưới, anh Xuyên sẽ lên đây tìm chị Hiền nha con. Không biết á, là chị Hiền có thành công ghi thêm được bằng chứng để chứng minh anh Xuyên là người khiến Su Bông bị đau bụng hay không mọi người, hay là chị Hiền sẽ bị anh Xuyên phát hiện đây. Hả?
chị Hiền á cho Su Bông ăn mấy cái đó thì làm sao mà no được, phải có ăn. Mẹ con Hiền này nó hay thiệt á, nó bảo á là nó đi lấy cái gì mà xuất xứ vậy nó đi luôn á, chắc chắn nó là hung thủ thôi. Để anh lấy đồ ăn cho mẹ ăn, để anh lấy đồ ăn cho mẹ ăn. Trời ơi, thì ra là giấu đồ ăn ở dưới cái ghe giường kìa nha. Hèn gì mà chị Hiền tìm khắp trong phòng chị Hiền không thấy, hóa ra là giấu ở dưới đây. Hèn gì mà chị Hiền không tìm ra đồ ăn anh xin giấu kìa nha. Ăn nhanh lên, chứ chị Hiền hình như là đang nghi anh em mình á. Đang nghi là anh em mình ăn bánh trong phòng á. Oh no. Ăn dài nó mới no được. Chắc ăn chút chút kia lấy gì mà no. Trời ơi, bài này ăn ngon. Đúng rồi, ngon đúng không? Ngon ngon, ừ, ăn nữa không? Nè, thì ra là hằng ngày cứ núp ở trong phòng ăn như vậy mà giấu chị Hiền đó mọi người. Cái gì? Xu nói cái gì? Xu nói cái gì? Xu nói là Xu sợ chị Hiền biết quá hả? Xu yên tâm đi, làm sao mà biết được. Anh khóa cửa rồi, mình ăn ở trong phòng nữa mà, làm sao mà biết được. Trời ơi, muốn biết á thì phải coi trong phòng mà anh mới biết được. Ừ, bánh này cũng bình thường. Đây, chúng ta lấy bánh khác cho anh. À, bây giờ á, chị Hiền vừa biết được sự thật, vừa có được bằng chứng, vừa tận mắt chứng kiến. Bây giờ chị Hiền sẽ ra để chị Hiền bắt anh Sen lại. Tại sao anh Sen lại cho Su Bông ăn nhiều bánh kẹo dẫn đến Su Bông bị đau bụng như vậy, mà còn đổ thua cho chị Hiền nữa? Liệu lần này anh Sen sẽ thanh minh gì? Anh Sen có còn chối tội hay anh Sen sẽ nhận mình chính là hung thủ khiến Su Bông bị đau bụng? Thì mời cả nhà đón xem mà tập tiếp theo nha.